Kính thưa quý liệt vị, chương trình được nói tiếp đến bài Đưa Tiến Về Quê. Bài này Đức Thánh Sĩ viết tại Tokyo ngày 27 tháng 3 năm Giáp Thìn 1964. Kính mời quý liệt vị lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Thánh Sĩ có mấy dần thơ ngắn nói vào đây để nhân quê nhà. Trước thăm đồng đảo gần xa, sao cầu chúc nghe hết trẻ già bình an. Kể từ lúc rời sang ngoại quốc, tính ra là đã suốt 9 năm. Tuy rằng ở chốn xa xăm, bóng người quê nội không làm sao quên. Việc đạo nghĩa được nên chăng nhỉ, sự tu hành còn nghĩ đến không? Hay là vì bị gió nghe dòng làm cho trôi dạt tâm lòng ấy đi? Lo ngại mãi không khi nào dứt, nhớ đến luồng chẳng nghe chút nào rời. E tình đoàn thế sẽ đời, lo cho mối đạo nghi lòng người ngán ngao. Thay chia rẽ lòng đau tở cắt, nghe lôi thôi giả bắt âu sầu. Một thầy cùng một đảo màu, nên thương nhau chớ nỡ nào ghét kỳ nhau. Nay gặp lúc nước trào sông buồn, thuyền đảo màu khi ngửa khi nghiêng. Anh em cần phải kết liên, để qua sông gió cho thuyền đi xuôi. Thuyền bị đắm mỗi người cũng đắm, thuyền đi im cũng đắng ngồi im. Đồng lòng thuyền chạy mau thêm, nếu gánh nặng mãi thiền kìm một kỳ nơi. Thế giới hiện đang hồi nguyên tự, các nước đều lo sự liên minh. Đến như Nga Mỹ hùng binh, cũng không dám đứng một mình nữa ơi. Các đảng phái đều mưu đoàn kết, các quốc gia đều thiết liên bang. Người mình tha để phân tan, không lo thống nhất trong đoàn thế sao? Thống nhất để kịp trào lưu mới, đoàn kết cho thành khối mạnh lành. Cứu dân, cứu nước, cứu mình, làm vĩnh tổ quốc, làm vĩnh
đạo màu. Thế mới chẳng sai câu hòa hảo, thế mới là đúng đạo Phật gian. Thương nhau như thể ruột rà, vui thì cùng hướng, khổ nghe thì cùng chia. Tinh thần ấy trước kia đã có, tại sao nay để nó mất đi? Phải chăng vì quá nghe nhược suy, bị đời lôi cuốn đảo ngày nỡ nghe quên? Khuyên đoàn kết sớm nên trở nghe lại, tình thương nhau được tay nghe như xưa. Ngọc châu cũng chẳng sánh vừa, tấm lòng thương mến giúp dùa lẫn nhau. Đạo ghen ghét thì nào phải nghe đạo, tu tranh giành là ngạo sự tu. Tranh giành ghen ghét nghe lôi bù, đạo không sáng nghe tỏ sự tu không thành. Chia rẽ chẳng quang minh cho nước, chia rẽ không lợi phước cho dân. Chỉ là nhờ tiếng hại thân, trái đường Phật giáo trái chân lý thầy. Điều ấy tất là ai cũng biết, cớ sao chưa chịu kết liền nhau? Còn chần chờ đến chừng nào, để khi quá trễ làm sao kịp thời? Từ Nhật Bốn dạy lời nhắc nhở, mong anh em khi con nghe qua, ráng đem nhau lại thuận hòa, tính xong việc nước, việc nhà, việc